Kính chào các bạn, sau đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách tra cứu mã số bảo hiểm xã hội, tức là số sổ bảo hiểm xã hội của chúng ta. Đầu tiên là chúng ta click vào cái link này, tra cứu thông tin bảo hiểm xã hội ở trên website làmcongdon.vn. Tỉnh thành phố ở đây tức là cái nơi mà các bạn đóng bảo hiểm xã hội ấy. Có thể là hiện tại bạn đang ở một tỉnh khác. Ví dụ bạn đang ở trong thành phố Hồ Chí Minh nhưng mà trước đó bạn đã đóng bảo hiểm ở thành phố Hà Nội, thì bạn phải chọn cái thời điểm nào mà bạn đóng bảo hiểm ở đâu đấy, tức là tỉnh này ấy, là cái nơi bạn đóng bảo hiểm xã hội. Các cái phường xã quận huyện này ta bỏ qua. Nhập họ tên, họ và tên đầy đủ chính xác nhé. Số chứng minh thư của bạn. Trường hợp nếu mà bạn đã thay đổi số chứng minh thư nhân dân ấy, thì bạn phải lấy, các bạn phải lấy cái số chứng minh thư nhân dân trước đó, ví dụ năm 2010 hay hoặc 2011, các bạn có một số chứng minh thư cũ, sau đó đến năm 2018 các bạn đã đổi số chứng minh thư nhân dân mới, thì các bạn muốn tra cứu ở cái thời điểm nào đó thì chúng ta phải nhập số chứng minh thư vào đây và nhập cái mã xác nhận. Sau đó chúng ta nhấn tra cứu. Thì ở dưới này sẽ hiện cho chúng ta cái thông tin về số sổ bảo hiểm xã hội, họ và tên, tất cả các thông tin, địa chỉ. Như vậy là từ số chứng minh thư nhân dân, các bạn đã tìm ra được cái mã số bảo hiểm xã hội của mình. Bây giờ để xem là cái quá trình đóng bảo hiểm xã hội của chúng ta diễn ra như thế nào. Chúng ta sẽ lấy cái mã số bảo hiểm xã hội này để tìm kiếm tiếp. Tôi sẽ copy cái mã số bảo hiểm xã hội này. Các bạn nhìn ở bên tay phải này sẽ có là cái tra cứu quá trình tham gia bảo hiểm xã hội. Các bạn click vào đây. Thì ở đây các bạn sẽ copy cái mã số bảo hiểm xã hội này dán vào đây. Tức là lấy cái mã số bảo hiểm xã hội đây này, chúng ta đưa vào đây. Copy hoặc là gõ tay vào cũng được. Còn ở đây là vẫn là số chứng minh thư nhân dân của chúng ta, có thể lấy luôn bên này sang cũng được. Copy vào đây và dán vào đây hoặc đánh bằng tay vào. Cái trường tỉnh thành này các bạn chọn là cái nơi đóng bảo hiểm xã hội của các bạn. Cơ quan bảo hiểm xã hội thì ở đây là tôi đóng bảo hiểm xã hội ở quận Cầu Giấy, thì tôi sẽ chọn vào đây. Nếu trong trường hợp mà các bạn không nhớ là mình đóng bảo hiểm xã hội ở quận nào, huyện nào, thì các bạn cứ chọn một cái quận huyện là như vậy. Ở đây cái thời điểm đóng bảo hiểm xã hội thì của tôi là tôi muốn tra cứu từ năm 2009 đến 2018. Các bạn có thể chọn một cái khoảng thời gian dài này tùy ý, bởi vì là có những người nhớ được và có những người không nhớ được. Nếu mà các bạn có sổ bảo hiểm xã hội ở đây thì rất là đơn giản, nhưng mà trường hợp là không có sổ bảo hiểm xã hội trong tay thì chúng ta cứ chọn đại một cái khoảng thời gian nào đó, nhập các cái thông tin này vào, họ và tên, sau đó ta điền cái mã này, ấn vào đây để thay đổi cái mã mới, lấy cái mã mới nhất. Bây giờ tôi sẽ nhấn vào tra cứu để xem nào vấn đề gì hiện ra. Đây là cái thông tin tôi đã đóng bảo hiểm xã hội ở công ty cổ phần đầu tư và công nghệ Việt Hưng. Tôi muốn tra cứu trước năm 2015 thì làm thế nào? Bởi vì đây là năm 2009 đến 2018 thì nó chỉ lấy bảo hiểm xã hội của tôi là từ tháng 11 năm 2015 trở về đến 31 tháng 12 năm 2017, tức là trở về đây từ mốc này. Thế vậy thì năm 2009 của tôi đâu? Tôi phải chọn lại. Trước đó tôi đã từng làm việc ở quận Ba Đình. Tôi thử tra cứu quận Ba Đình và tôi ngõ cái mã mới tra cứu. Đây, từ tháng 1 năm 2009 đến tháng 9 năm 2015 tôi làm ở công ty cổ phần thương mại du lịch Thành Lợi ở quận Ba Đình. Tức là nếu các bạn không nhớ cái mốc thời gian, cái thời điểm nào bạn làm, các bạn làm ở công ty nào, ở đâu, quận nào, thì chúng ta cứ chọn một cái khoảng mốc thời gian như thế này. Sau đó chúng ta tìm kiếm, tìm nhiều lần thì sẽ ra được cái quá trình đóng bảo hiểm xã hội của chúng ta. Chúng ta nhìn bên tay phải này, sẽ có cái menu là tra cứu giá trị sử dụng thẻ bảo hiểm y tế. Chúng ta click chuột phải và chọn New tab nhé.
để nó mở ra một cái cửa sổ mới thì nó vẫn giữ nguyên được cái cửa sổ bên này của chúng ta để chúng ta lấy thông tin. Ở đây các bạn sẽ phải điền cái mã số thẻ bảo hiểm y tế mà mình hiện có. Cái này thì chắc chắn là các bạn phải có rồi, bởi vì nếu không có thì không lấy đâu được cái mã số thẻ này. Cái này thì khi bạn làm, các bạn làm việc ấy ở cơ quan nào hoặc các bạn đóng bảo hiểm y tế tự nguyện thì sẽ có cái thẻ bảo hiểm y tế cấp cho chúng ta. Chúng ta sẽ lấy cái mã số ấy, nhập vào đây, nhập họ và tên, nhập ngày tháng năm sinh và nhập, và chúng ta nhấn tra cứu thì nó sẽ hiển thị ra ở đây từ thẻ sử dụng đến 31 tháng 12 năm 2018. Đấy, là như vậy là tôi vừa hoàn thành hướng dẫn cho các bạn từ việc tra cứu mã số sổ bảo hiểm xã hội đến việc tra cứu toàn bộ quá trình tham gia đóng bảo hiểm xã hội của các bạn, và cuối cùng là tra cứu cái giá trị sử dụng thẻ bảo hiểm y tế của các bạn. Nếu cần trợ giúp, các bạn có thể viết comment bên dưới video hoặc liên hệ với website làmkietoan.vn. Hãy nhớ nhấn nút đăng ký để theo dõi các video mới tiếp theo của chúng tôi. Kính chào các bạn.